Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đeo hai chân su xí sọn bong bé bỏng về miêu mùm miếm. Thở tập trước rồi cả nhà, chị Hiền đã cố gắng kiếm được 100 triệu để có thể lên chuột em bong bé bỏng. Vậy thì liệu như chị Hiền có thể chuột thành công em bong bé bỏng hay không? Thì mời cả nhà đón xem tập ngày hôm nay nha. Hello là ok, hiện tại cái ông tóc xanh này, ông đã có mặt tại công viên X để chờ chị Hiền lên đem tiền chuột và chuột em bong về đó mọi người. Ôi, mình sắp là giàu rồi, tụi mình trả hai cái bà bố này. Có nghĩa là mình sẽ giàu lên, mình không cần làm gì hết. Nhưng mà mình phải lấy con đi cùng anh. Là 9 giờ đem tiền chuột lên. Thì bây giờ mình phải đem với con xuống xí sầu này. Mình giấu cái đất thôi, mình sẽ có trao đổi với con bông này. Cái trao đổi con bông này hoàn thành xong, mình sẽ trao đổi với con xuống xí sầu này. Đó cả nhà, bây giờ ông sẽ đi em su giấu ở một nơi nào đó và chỉ để em bông để trao đổi thôi. Cả nhà ơi, bây giờ cái tên này á, trước thời hạn 9 giờ hắn lại đem em su xí sọn, hắn giấu ở trong cái thùng rác này nè mọi người. Để chút nữa là hắn chỉ trao đổi em bông bé bỏng với chị Hiền thôi. Rồi còn em su xí sọn, hắn sẽ có một cái kế hoạch khác để có thể lấy được nhiều tiền hơn từ chị Hiền đó mọi người. Anh bảo em nghe chưa? Này, ngồi im cho mày thôi, mày lè nghe chưa? Nếu em mà lè lên là anh sẽ thủng tim em luôn nghe chưa? Nghe không? Oh no! Tội em su với mọi người, bây giờ hắn bỏ em su trong cái thùng rác cả nha. Cái thùng rác đây màu vàng, nhìn ở ngoài á thì làm sao mà biết em su đang bị nhốt ở trong đây được. Sau đó hắn còn đẩy cái thùng rác lại để chị Hiền không phát hiện ra nữa đó cả nha. Công nhận cái tên này ghê thiệt. Rất là an toàn trong đây, không ai biết nó là cái thùng rác thôi, bây giờ phải. Bây giờ mình chờ chị Hiền đến thôi. Nha, lúc này em su bị tên nó nhốt ở trong cái thùng rác thì tên nó đã đẩy nắp lại như vậy nè mọi người. Trời ơi, cái tên nó không ngờ nó ghê gớm như vậy, nó là bỏ em su trong thùng rác. Cái thùng rác này vừa hôi thối, vừa bẩn thỉu. Bây giờ su nhỏ cả nha, su đâu có biết phản kháng nó sao đâu. Su chỉ biết nằm trong đây và im lặng thôi. Không ngờ cái tên này nó lại xấu xa như vậy. Trời ơi mọi người, chị Hiền vừa lấy được cái con heo đó, chị Hiền đập ra rồi. Và cuối cùng đã có đủ 100 triệu để lên tụi em mong về rồi mọi người. Bây giờ hiện tại á là chuẩn bị đến giờ giao dịch rồi. Chị Hiền phải nhanh chóng lên trên đây để tìm vị trí của cái người mà đang giữ em bông. Rồi chị Hiền sẽ đưa 100 triệu này để chú em bông về nha cả nhà. Không biết á là sau khi mà chú em bông về á là mẹ sẽ đối xử với chị Hiền làm sao, tại vì á là chị Hiền cướp cái con heo đất từ tay mẹ chị Hiền bỏ chạy mà mọi người. Chú ơi, con mang tiền chuột đó đi chú ơi. Cả nhà ơi, bây giờ chị Hiền phải đi vòng vòng ở đây, chị Hiền tìm thử ra cái ông chú đó. Ông đang giữ em bông ở đâu cả nha. Chứ hiện tại ông hẹn chị Hiền là 9 giờ trên công viên ít thôi. Nhưng mà công viên này rất là rộng cả nha, cả nha coi đi. Bây giờ chị Hiền phải đi lang thang để chị Hiền tìm thử cái ông chú đó đang đứng ở đâu để chị Hiền giải cứu em bông về nha. À cả nha, hình như là chị Hiền thấy ông chú đó mọi người. Ông kia. Sao cũng thấy Hiền nó hẹn lên để nó trao đổi tiền chuột, tại sao không thấy nó ta? Hình như cái con bé đó là con bé Hiền sao á. Con tay nó đang cầm. Trời ơi, nó cầm tiền. Con bé Hiền nó cầm tiền, nó chụp chính xác rồi. Em mong luôn kìa. Chú ơi, lúc này cái ông chú tóc xanh này đã phát hiện ra chị Hiền và đang chờ chị Hiền tới để giao dịch đó mọi người. Anh dặn em á là cái chị Hiền đến, em khai một khai là có chị xong xảy ra đấy chứ. Nếu mà em khai hả là vĩnh viễn không bao giờ được chị xong biết đâu. Chú ơi, trời, đâu có phải là em bông bí bỏng không chú? Đó không phải là em bông bí bỏng, chính xác em bông bí bỏng của em đây. Em đâu rồi chưa? Em bông bí bỏng đâu? Trời ơi, là bông bí bỏng kìa nha, chính xác là bông bí bỏng rồi. Hai cái lỗ tai màu xanh. Thì bông ơi, em có khỏe không? Rất là khỏe, em đi nhìn đây, bông rất là khỏe. Dạ, cháu có mang tiền chuột đấy rồi. À, chú cầm tiền, đây là tiền cháu hậu tạ vì để chú để tìm thấy em bông. Nhưng mà chú ơi, em xui xí sọn đâu? Em không xí sọn, chú không biết. Chú chỉ nhắc em này thôi. Bây giờ em có muốn chuột em làm việc không? Trời ơi, sao lại vậy chú? Hai đứa đi chung với nhau mà chú không thấy em xui xí sọn hả? Chú không cần biết. Chú đi xung quanh này, chú phát hiện em này. Và chú an lo cho cháu đấy. Cháu có mang tiền chuột em cho chú. Và chú cái công việc của chú, chú nóng không cho chú lắm đấy chứ. Dạ dạ, thôi bây giờ chị Hiền sẽ đưa tiền chuột cho ông chú đó. Rồi để chị Hiền chuột em bông về rồi chị Hiền sẽ hỏi tình hình của em bông trước để nha cả nha. Dạ đây, cháu có mang tiền chuột đây, bây giờ làm sao chú? Bây giờ. À. Là bây giờ cháu đưa rồi chú tránh xa em bông ra đúng không? Đây, chú cho cháu. Dạ đây. Cũng đi nói không được chút nào.
À, chú nói còn phải đếm tiền nữa cả nha. Dạ chú đếm đi, chắc chắn là đủ mà. Cháu đã nói là hậu tạ 100 triệu là đúng 100 triệu á chú. Dạ quá rồi. Tại sao không biết mình kiếm tiền dễ dàng như thế này? Mình biết là mình nói lên. Mình biết là nói lên 500 triệu đi. Trời ơi, không có hạt mình. Dạ quá. Dạ quá. Dạ quá nhiều rồi. Cô cũng không sẽ sợ. Từ từ mà xin. Mày chắc được nhiều tiền không? Chắc chắn là mình sẽ tiền như thế này. Rồi, đủ rồi, đúng rồi, rồi để. Dạ dạ. Bông ơi, dạ dạ. Ôi bông ơi. Bông ơi. Bông có biết là chị tìm bông lâu lắm không? Vậy chú đi nha, chú chào hai đứa nha. Trời ơi bông ơi, em có khỏe không bông? Chị Xu đâu mà sao chị có một mình em vậy? Rõ ràng là hai đứa cũng đi bán bí xôi với nhau mà. Sao bây giờ chị có một mình em? Xem này, sao mà bông sợ sợ lắm mà ngồi. Bây giờ chị Hiền sẽ hỏi kỹ. Bông ơi, chị Xu đâu? Em mong nói nó đi rồi chị đi tìm chị Xu. Chị dẫn hai đứa về, chị sẽ không bắt hai đứa đi bán bí xôi nữa đâu. Cái gì? Em có nói thiệt không? Làm sao vậy được? Chỗ cả nhà bông nói là có ông chú tóc xanh hồi nãy là ông đang giữ chị Xu xí xòn. Rõ ràng chú đã nói là chị giữ em không nè. Chú đã nói xạo. Tại sao chú lại nói nó xạo như vậy? Chú là người xấu, chú muốn kiếm nhiều tiền hơn cho nên á là chú nói xạo là chị giữ em bông cái bọng thôi. Còn em Xu xí xòn, ông đang giấu một chỗ khác cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chị Hiền sẽ đi theo dõi ông chú đó để coi thử là bông nói có thiệt không nha cả nhà. Bông ơi, bông ơi. Bông ơi, em nói thiệt đúng không? Chị Xu đang nằm trong tay của ông chú đó đúng không? Bây giờ chị Hiền không biết tin ai mọi người. À, ông chú đó kìa. Hiện tại cả nha, ông sau khi mà ông lấy được tiền rồi ông đi lang thang. Ông không chịu đi, ông không chịu về nhà mà ông lang thang này cả nha. Nghe coi nè. Ông đến cái thùng rác màu vàng. Tại sao ông núp sau cái thùng rác cả nha? Sao ông núp sau cái thùng rác như vậy? Trời ơi. Ông đang làm cái gì vậy ta? Chị Hiền phải tiếp cận ông gần hơn nè nha. Ông đang làm cái gì vậy? Sao ông lại moi trong thùng rác? Ông moi gì trong thùng rác đó mọi người? Trời ơi, em xui xí xòn kìa nha. Kìa thấy không? Vậy là bông nói thiệt rồi cả nha. Em xui xí xòn kìa. Ông ơi, bắt tay ông. Chú ơi. Đây là em xui xí xòn mà. Xuống xí xòn đây nè. Chú thả em cháu ra đi chứ sao chú lại nói là không có giữ em cháu. Rõ ràng là chú đang giữ em xuống xí xòn mà. Trời ơi, khi mà cái tên này phát hiện ra được là đã bị phát hiện rồi thì tên là đánh chị Hiền đó cả nha. Trời ơi, ông quýnh chị Hiền cả nha. Rõ ràng nó xuống xí xòn mà, đúng không? Trời ơi cả nha ơi, ông chú đó ông giữ em xuống xí xòn nhưng mà ông lại nói ông không có cả nha. Bây giờ ông thả xuống xí xòn ra, ông lấy được 100 triệu rồi mà. À, cái con này nó phát hiện, nó không giỡn, nó phát hiện ra bây giờ mình quấn nó luôn. Cho nên có mình là con gái, làm gì nó làm gì được mình. Chú ơi, chú thả xuống. À. Bây giờ chị Hiền tạm thời sẽ quay trở về nhà cùng với em Bông để bàn kế hoạch rồi giải cứu em Xu như cả nha. Tên nó ghê quá cả nha, không ngờ là nó dụ em Xu mà nó cũng mạnh như vậy nữa. Thôi Bông ơi, mình đi về thôi Bông. Trời ơi, chị Hiền bị thương rồi cả nha ơi. Mình thương là cái con Hiền này nó bố cho mình đi. Nó gái mình, nó đưa tình trùng sắp cuối cùng là nó theo dõi mình, nó cứu mình.
cái con xuống xứ sở này. Công nhận mình tất cả nó chậm, cuối cùng mình đã quyết định con xuống này chứ không là mình không quyết định được. Bây giờ mình sẽ chờ đến ngày mai, nó sẽ đem một đẩy lên, nó sẽ chụp cái tay này. Đó là tối thủng nha. Mày nha anh, mày muốn tay nó mà đi chạy xuống xuống, mày đi lấy giấy cho tao. Bây giờ tao đúng rồi, bộ nếu không phải là bây giờ con gái, bây giờ mày đi, đi trước đi cho mày đúng không? Đi đi cho tao. Đi đi. Đi cho tao. Oh no. Trời ơi, không ngờ đây lại là một tên giang hồ chính hiệu cả nha. Hiện tại hắn đòi 1 tỷ để có thể chuộc em Su Xí Sọn về. Vậy thì liệu như chị Hiền sẽ làm cách nào để có thể giải cứu em Su Xí Sọn thì mời cả nhà đón xem bài tập tiếp theo nha.